10 mẫu xe Nhật Bản tốt nhất thập kỷ, năm 1980, Nhật Bản vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Ngày nay, thị trường này chỉ xếp sau Trung Quốc, nhưng vẫn là quốc gia có nhiều hãng ô tô nhất thế giới. Xe hơi Nhật Bản rất được ưa chuộng vì độ tin cậy, phụ tùng rẻ, dễ bảo dưỡng và nâng cấp. Thập kỷ vừa qua cũng chứng kiến sự xuất hiện của những sản phẩm đáng chú ý đến từ đất nước mặt trời mọc. Một Subaru Impreza 2016, các mẫu xe của Subaru không quá nổi danh như Toyota hay Honda. Tuy nhiên, hãng cũng có một số sản phẩm gây chú ý, tiêu biểu là Subaru Impreza 2016. Mẫu xe này từng giành giải thưởng xe của năm tại Nhật Bản năm 2016, đây cũng là giải thưởng thứ hai trong lịch sử của Subaru. Impreza là một trong số ít chiếc xe phổ thông có hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian ở tất cả phiên bản. Cùng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng của chiếc xe, nó thực sự trở thành một món hời đối với người mua. 2. Mazda Miata MX năm 2015 Trải qua 3 thập kỷ kể từ khi được giới thiệu lần đầu vào năm 1989, Mazda Miata MX năm vẫn là mẫu xe thể thao thu hút trên thị trường. Thế hệ thứ tư của mẫu xe này được nâng cấp đáng kể để phù hợp với xu hướng hiện đại, Mazda Miata MX năm không phải là chiếc xe mạnh mẽ nhất trong phân khúc, nhưng nó là sản phẩm đáng tự hào của Mazda, với khả năng xử lý linh hoạt và danh tiếng đình đám. Đây cũng là mẫu xe thể thao hai chỗ bán chạy nhất thế giới gần một thập kỷ qua, một kỳ tích thực sự ấn tượng. 3. Toyota Supra MQV, thế hệ Supra MQV là một chiếc xe đình đám. Chính vì thế có rất nhiều kỳ vọng khi Toyota Supra MQV được công bố. Supra MKV chính thức được vén mạng vào năm 2019 và có vẻ trở thành một chiếc xe kế nhiệm xứng đáng. Bên cạnh đó, Toyota Supra MKV cũng là sản phẩm thành công của sự hợp tác giữa hai tên tuổi lớn trong ngành chế tạo ô tô, BMW và Toyota. Dù có nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này, nhưng Toyota Supra MKV vẫn xứng đáng là một trong những chiếc xe Nhật Bản tốt nhất thập kỷ. 4. Toyota Corolla Toyota Corolla được giới thiệu vào năm 1966 và hiện là mẫu xe thành công nhất thế giới, với hơn 45 triệu chiếc được bán ra. Trong những lần nâng cấp, Toyota Corolla luôn đi trước đối thủ về tính khả dụng, sự rộng rãi, độ bền và an toàn. Thế hệ 2020 của Toyota Corolla có thêm phiên bản hybrid cùng một loạt tùy chọn khác. Mẫu xe đang này được dự đoán sẽ còn tiếp tục thống trị thị trường ô tô thế giới trong thời gian dài năm Acura nhà sản xuất 2016, thế hệ thứ hai của Acura nhà sản xuất được xem là sự khuấy động trên thị trường. Mẫu xe thể thao có giá 156.000 đô la Mỹ, thế hệ này đã được tinh chỉnh, khả năng tăng tốc không đến 96 km trên giờ trong 3,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 305,7 km trên giờ, hiệu suất đó có được nhờ sự kết hợp giữa động cơ V6 tăng áp kép và ba motor điện. Acura nhà sản xuất được chế tạo từ những vật liệu như thép cao cấp, sợi carbon và nhôm. Nó có rất ít điểm chung với thế hệ cũ, được sản xuất trước đó 15 năm. Acura nhà sản xuất 2020 được điều chỉnh khung gầm, hệ thống treo và EQ để cho khả năng tăng tốc nhanh hơn và cảm giác lái phấn khích hơn. 6. Honda Civic Type R 2017, trải qua 20 năm với năm thế hệ, Civic Type R mới lần đầu xuất hiện thị trường Mỹ điều đó giống như một phần thưởng đối với mẫu xe này. Civic Type R thế hệ thứ 5 là chiếc xe đặc biệt không chỉ về kiểu dáng, xe trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.0L có vòng tua lên tới 7.000 vòng một phút, công suất 306 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Civic Type R thế hệ thứ 5 được mệnh danh là chiếc xe dẫn động cầu trước nhanh nhất thế giới. 7. Lexus LC 500. Lexus LC 500 là mẫu xe thể thao mang phong cách cực đoan pha trộn giữa đường nét sắc cạnh và thanh mảnh. Thiết kế đẹp khiến mẫu xe này luôn thu hút mỗi khi xuất hiện trên đường. Mẫu GT sang trọng trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên hoặc hybrid V6. Vào năm 2019, Lý Sợt cho ra mắt thêm phiên bản mui trần, duy trì những điểm thú vị của dòng sản phẩm này, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn cho người mua. Giá bán của Lý Sợt LC500 tại thị trường Mỹ từ 120.000 đô la Mỹ. 8 Toyota 86, tùy theo thị trường, mẫu xe này còn có tên gọi là Subaru Project hoặc Sion FRS. Đây là sản phẩm hợp tác giữa hai thế lực ô tô Nhật Bản, Toyota và Subaru. Thế hệ đầu tiên của Toyota 86 được trình làng vào năm 2012, Toyota 86 là mẫu xe thể thao nhanh nhẹn, khả năng vận hành linh hoạt. Xe trang bị động cơ 2.0L hút khí tự nhiên. Nó không sở hữu khả năng bứt tốc nhanh ở những đoạn đường thẳng, thay vào đó là sự tỏa sáng ở những góc cua. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn mua một xe thể thao có giá phổ thông. Chín. Nissan GT-R Nismo. Nissan GT-R còn có biệt danh là Godzilla. Thế hệ 2007 nhận được nhiều sự tán thưởng bởi hệ dẫn động bốn bánh và khả năng tăng tốc ấn tượng. Tuy nhiên, Nissan GT-R 2013 còn tốt hơn thế. Phiên bản Nissan GTR Nismo với hiệu suất hung hăng hơn được tung ra thị trường, chiếc xe được phát triển bởi bộ phận hiệu suất cao của Nissan, nó được cải tiến và thiết lập lại hệ thống treo, phanh, độ ổn định. Công suất cũng tăng lên 11 mã lực so với đời trước, đạt 591 mã lực. Nissan GTR Nismo có thể tăng tốc không đến 96 km/h trong 2,6 giây. Mẫu xe này vẫn được xem là một chiếc siêu xe dù nó ở phân khúc xe thể thao. 10. Lý Sợ LFA Lý Sợ LFA được mệnh danh là siêu xe động cơ V10 có âm thanh hay nhất trong thế giới ô tô. Đó cũng là lý do vì sao Lý Sợ LFA có giá 500.000 đô la Mỹ tại Bắc Mỹ, trong khi phiên bản giới hạn LFA Newberger có giá gần 1 triệu đô la Mỹ. Lý Sợ đã dành gần một thập kỷ để phát triển mẫu xe này, đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc vào nghiên cứu. Mục đích của hãng là tạo ra một chiếc xe thực sự ấn tượng, sánh vai với các tên tuổi sừng sỏ như Ferrari hay Lamborghini. Và Lisa đã đạt được mục tiêu đó.